con trai 20 tuổi chăm sóc da mặt như thế nào mới gọi là đủ da mặt ở độ tuổi đẹp nhất nhì cuộc đời sẽ cần đến vài quy trình chăm sóc đặc biệt dù bạn ở lứa tuổi nào thì việc bắt đầu chăm da bảo vệ mặt không bao giờ là thừa thãi đương nhiên tùy theo độ tuổi sẽ có những quy trình chăm sóc da mặt theo mức độ khác nhau lấy tuổi 20 mươi ra làm ví dụ đàn ông 20 ngày nay chỉ nên quan tâm chuyện chị mụn chị thâm là trước nhất tiếp đến là việc giữ da đều màu không đen sạm không bị cháy nắng có thể việc bắt đầu tiếp xúc với các loại mỹ phẩm Dược phẩm từ sớm sẽ phần nào làm mất đi cái vẻ tự nhiên, khỏe mạnh của làn da đang ở kỳ sung mãn nhất cuộc đời. Nhưng đó là khi bạn lạm dụng hoặc dùng sai chúng khi chưa hiểu rõ về loại da của bản thân, học cách chăm sóc da ở tuổi 20. Hãy bắt đầu với việc quan tâm về liều lượng hay tần suất da bạn tiếp nhận các loại mỹ phẩm, lộ trình cho anh em sẽ bao gồm các bước thay đổi chế độ dinh dưỡng bên trong cơ thể chế độ ăn uống. Hoạt động thể thao ảnh hưởng không nhỏ đến da mặt của nam giới. Để nhận biết việc bạn ăn uống có đủ chất hay không, chính cơ thể sẽ là người cho thấy biểu hiện rõ nhất khi da nổi mụn. Điều này cho thấy chúng ta đang ăn khá nhiều đồ ngọt, cay hoặc nóng làm hại đến gan, da khô, dễ thâm nám. Bạn chưa uống đủ lượng nước mà cơ thể cần, da dễ bị dị ứng, nổi mẩn đỏ, viêm nhiễm. Tiêu thụ thực phẩm dầu, protein quá mức cần thiết, đặc biệt không hiểu sao lứa tuổi này, dù luôn được nhắc nhở muốn da sạch mụn thì phải nạp chất xơ từ rau củ nhiều người vẫn bỏ lơ và chọn thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ thay thế, nước uống cũng vậy, bạn nốc nước ngọt, cà phê, nước tăng lực liên tục được một thời gian, chẳng trách sao gia đình mụn bọc. Mụn thâm cứ kéo đến làm ổ trên mặt thế nên, bước đầu tiên trong cuộc chiến với mụn, để ý đến chế độ ăn uống hàng ngày và tập cho mình một lối sống lành mạnh với thức ăn lành mạnh. Cung cấp đủ lượng dinh dưỡng bên ngoài vừa đủ chúng ta sẽ nói đến vai trò của mỹ phẩm chăm sóc da ở bước này, tuổi 20 tốt nhất hãy quan tâm đến ba món đầu tiên, sửa rửa mặt kem chống nắng và mặt nạ cấp ẩm, muốn hiểu rõ hơn da mặt mình cần gì, bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn hoặc bác sĩ da liễu ở bệnh viện có chuyên môn cao. Chức năng của các món này lần lượt sẽ là làm sạch mặt, loại bỏ vi khuẩn trên da, tiếp theo là bảo vệ da trước các tác nhân gây mụn, sạm đen. Sau đó là cấp chất dinh dưỡng đi từ bên ngoài cho các thành phần bên trong của da mặt da muốn sạch mụn, khỏe mạnh ít nhất phải cần có 3 món cơ bản đảm đương những nhiệm vụ ấy, quan trọng hơn khi đã xài đến các chất hóa học hay vật lý có trong mỹ phẩm, anh em hãy chắc chắn cho tôi một điều rằng anh em đủ hiểu da mình thuộc loại da gì, tình trạng da thế nào để tránh hiện tượng dị ứng. Kích ứng khi xài, tham khảo ý kiến từ chuyên viên bán hàng tại các thương hiệu mỹ phẩm uy tín như The Face Shop, Innisfree, The Body Shop. Hiểu được điều đó rồi mới bỏ tiền ra đầu tư vào các sản phẩm trên. Với sữa rửa mặt là món nên dùng hàng ngày, làm sạch mặt chung với nước, anh em nên dùng với liều lượng 2 lần một ngày buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, với kem chống nắng, đảm bảo được xài khoảng 30 phút trước khi bước ra khỏi nhà, liều lượng khoảng một lần cho mỗi ngày khi cần phải ra ngoài. Với dạng mặt nạ cấp ẩm, ta có thể sử dụng thường xuyên, mỗi ngày một miếng để cấp đủ nước cho da, nên đắp vào buổi tối để da được nghỉ ngơi, thư giãn sau khi tiếp xúc với đủ loại khói bụi. Sơ sơ là các bước cơ bản nhất dành cho da của những gã trai 20, như tôi cũng nói, nếu anh em thực sự nghiêm túc trong việc bảo vệ làn da lẫn gương mặt của mình Hãy đến gặp bác sĩ hoặc tư vấn viên kinh nghiệm về da liễu, suy cho cùng, đàn ông vẫn có quyền được đẹp trai mà.